Rồi, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel của mình nha. Thì sáng này các bạn, mình đi chợ mình thấy ốc hương ngon quá nè, mà ốc hương nhỏ nhỏ thôi chứ không phải con to nha các bạn, con nhỏ nhỏ thôi. Ngon quá thì mình về á, mình đổ vô trong nước á, mình ngâm á cho nó ra hết cái chất dơ của ốc á, mình ngâm ốc cho ốc nó thở đi cho nó bày ra hết chất dơ á. Thì bây giờ mình sẽ làm món ốc hương đúc lò nha các bạn. Rồi, mình cái món này thì ốc hương thì các bạn biết nó cũng đã ngon rồi. Ốc hương thì làm được nhiều món như xào ốc hương xào bơ tỏi nè, ốc hương hấp sả thôi là cũng đã ngon rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món lạ xíu, rồi cách làm nó cũng lạ xíu nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rửa sạch cái ốc hương này nha các bạn, rồi mình sẽ làm nha. Rồi mời các bạn theo dõi video của mình nha. Bớt ra nè các bạn. Mình ngâm rồi, giờ mình rửa sạch nè, mình rửa sạch, bây giờ mình chế biến nó ăn ha. Con nó cũng nhỏ nhỏ rồi nè các bạn, một nấm mình thì nó cũng như đây nè, nó nhỏ thôi, nó không có lớn. Và con này ốc hương này loại nhỏ, chưa lớn. Rồi mình đi xe rửa sạch cái này rồi xong rồi mình đi làm cái món hương đúc lò nha các bạn. Mình rửa sáng giờ mình cũng rửa mấy nước các bạn, nó cũng sạch bớt rồi, giờ mình chỉ rửa sơ sơ thôi là được ha. Đó. Rồi bây giờ mình đi chế biến món ăn nha các bạn nè. Nó đưa cái vòi nó lên để nó thở là nó còn sống luôn các bạn. Nó đưa cái vòi nó lên nó thở nè các bạn. Đang đợi cái ốc hương nó chín đó, thì bây giờ mình sẽ đi pha cái nước chấm nha các bạn. Thì trước tiên đó là mình cho ớt vào cối nè. Đó, mình giã ra nha, mình giã ớt ra nha. Đó. Mình giã dập dập về trước nha. Rồi cái đó mình cho muối vào nha các bạn, đây là muối nè, thì mình cho khoảng đây một muỗng canh muối nha. Muối nha. Rồi đặc biệt á là bạn sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê đường vào nha. Đó, đây là nửa muỗng cà phê đường nha, còn đây là bột ngọt nha, mình đi pha cái nước chấm nha. Đó, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Đó. Có cái đường vô thì cái hậu nó ngọt ngọt các bạn, khi mà mình chấm cái hải sản thì nó rất là ngon, còn ví dụ mà không có thì nó rất là mặn nha các bạn. Rồi mình sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Mình sẽ đâm nhuyễn cái hỗn hợp này nè. Cái bí quyết mà cho vô một tí đường nó sẽ làm nó dịu cái nước chấm của mình lại, nó không có bị mặn nha các bạn. Đó, thấy không, mình đã giả nè. Rồi mình giả nhuyễn nó đỏ vậy nè các bạn, bây giờ mình cho ra thố ha, rồi mình sẽ chấm cái ốc nha các bạn. Rồi mình cho cái này đồng thời mình còn vắt chanh hoặc tắc vào nữa nha các bạn. Đó, mình giã xong rồi giờ mình cho vào. Đó. Mình cho vào chén nha. Rồi, mình đợi ốc hương chín ra thì mình sẽ lấy mình review cho cái món ăn ốc hương đúc lò của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái món ốc hương đúc lò nha các bạn. Thì cái món ốc hương đúc lò này á, thì cũng đơn giản thôi.
Đó, đây là mình chuẩn bị một cái khay nè bạn, mình xả, mình lót ở dưới cái đáy khay của cái khay này nè. Mình rửa sạch rồi mình đập dập ha. Đó. Mình rửa sạch rồi mình đập dập rồi mình để dưới cái đáy khay nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ốc hương vào trong cái khay này nha các bạn. Đó, mình sẽ cho ốc hương vào trong cái khay này nha. Rồi. Rồi, cho ốc hương vào trong cái khay này. Ốc hương bình thường ha, mình nó luộc hấp xả thôi, mình ăn nó đã ngon rồi nha các bạn. Đó. Một ký ốc hương các bạn mình mua ra được như đây nè. Đó. Rất là ngon luôn ha. Rồi mình về mình ngâm nước rồi mình rửa sạch ra nhát bàn. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ các bạn, đây là cái bẫy úp á. Cái bẫy úp này á, thì mình làm cái mấy cái món mà ốc này kia thì trẻ con nó dễ ăn hơn nha các bạn. Đó, mình bia thì mình sẽ trẻ con nó có cái mùi thì nó ăn, nhưng mà bẫy úp này thì nó thơm hơn, thì trẻ con dễ ăn hơn nha các bạn. Rồi rồi bạn sẽ cho khoảng nửa lon bẫy úp vào trong đây cho nó thiếp thiếp thôi nha. Đó, mình chế đều rồi nè. Rồi không cần chế đầy đâu nha các bạn, mình chế khoảng chừng nửa cái, một hồi nó sôi lên đó thì nó sẽ vừa nha. Đó, nó có nước á. Rồi mình khoảng chừng nửa lon một ký ốc thì mình xài khoảng chừng nửa lon ha. Rồi mình sẽ dùng cái giấy bạc mình đậy cái khay ốc hương này lại nha các bạn. Rồi mình sẽ cho lại vào lò mình nướng nha các bạn. Đó, mình gọi là cái món ốc hương đúc lò nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái khay ốc hương này vào trong lò mình nướng nha các bạn. Như vậy là xong nè, lấy với bạn mình đậy lại. Khay ốc hương thì bây giờ mình đã đặt vào trong cái lò nướng rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở lửa để mình nướng cái khay ốc hương này lên nha các bạn. Đó. Thì mình sẽ mở lên đây. Đây, mình đặt vào rồi nè. Mình đặt vào trong cái lò nướng nha bạn. Lò này lò nướng nha các bạn, chứ không phải lò Weber nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lửa lên ha. Mình mở lửa trên, lửa dưới nha các bạn. Mình mở khoảng 150 độ nha các bạn. Mình mở 30 phút nha các bạn. Đây nè, mình mở đây nè. Đó. Thời gian nè. Chức năng nè, nhiệt độ nè, đó. 150 độ nè, khoảng 30 phút ha. Rồi bây giờ mình mở lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy cái lò lại lại đây, mình sẽ nướng cái ốc hương này nha các bạn. Cái ốc hương mà mình bỏ vào lò bạn, mình đúc lò 30 phút, nhiệt độ trên dưới 150 độ nha các bạn. Thì bây giờ nó đã chín rồi thì mình sẽ lấy ra mình review nha các bạn. Cái ốc hương các bạn mình bỏ vô trong cái lò nướng, ốc hương đúc lò bạn bỏ trong cái lò nướng, mình bật cái lò nướng là mình điều chỉnh lại nhiệt độ là 200 độ trong vòng 30 phút đó, thì bây giờ nó chín rồi bạn, nó đang nóng quá. Bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Đó. Mình mở ra nha. Nóng quá. Đây. Ây da, nóng quá. Đó. Đó, nó chín ngon rồi bạn, bốc hơi luôn á. Dính nhìn cái miếng giấy bạc nha. Đó. Chín ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nó ra, đổ cho nó ráo nước nha các bạn. Đó. Bốc khói luôn các bạn. Đó, nóng bốc khói luôn á, cái xả. Nó thơm lắm bạn. Đó. Rồi. Đó, cái xả nó ra nước thơm lắm. Đó, bốc khói luôn đây. Bốc khói như vậy là nó đã chín rồi đây. Đó. Rồi mình đã chế, mình đã cho nó ra cái rổ rồi nha. Giờ nó nóng quá à, chưa ăn được đâu. Nó thơm mùi xả, nó thơm cái mùi bẫy úp lắm á các bạn. Mình bỏ bẫy úp lên nên nó thơm lắm các bạn. Cái nước nè, cái nước này là cái nước có bẫy úp nè bạn, nó ra nè các bạn. Đó, nó kết hợp với cái nước xả nó ra thơm quá trời thơm luôn các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ ăn với cái
ấm ớt là bạn, cái nước này là bạn hồi nãy mình là bây giờ mình sẽ vắt cho nha. Cắt ra mình vắt vào. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ơi. Còn nóng lắm. Thấy không? Thích không? Đó, đây là cái muối ớt chanh đường các bạn, xíu đường vô cho nó vừa ăn nha các bạn, cho nó đừng có mặn quá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái ốc hương này nha các bạn. Ốc hương này nha các bạn. Mình sẽ lấy một cái tăm. Đây. Đó, ốc hương này các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ăn con ốc này nha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn con ốc này nha. Mình chấm với cái nước đó cái đó. Đó, mình lấy ra nè. Cho ăn con ốc này nha các bạn. Mình lấy ra nè các bạn. Rất là ngon. Đó. À, mình chấm với cái nước này nha các bạn. Vậy luôn. Ốc hương thì nó ngon rồi. Bạn nào đó từng ăn ốc hương thì biết ốc hương nó rất là ngon. Rồi, mời các bạn cùng ăn ốc hương đúc lò với mình nha. Cái muối mình làm bạn, cay quá. Ngon ngon. Nó chua chua mặt mặn, nó ngọt ngọt á là do nó có cái đường. Đường nó ngọt ngọt rất là ngon luôn các bạn. Rồi. Rồi mời các bạn ăn ốc hương với mình nha. Ngon ghê chưa? Rồi mời các bạn nha. Ốc hương cái thịt nó dai dai cũng ngon lắm à. Tuyệt vời lắm. Đó, mình lo nó ra luôn rồi nè. Đó, chấm muối không. Ngon quá. Tiếp tục nha. Ngon quá bạn. Đó, mình phải chấm muối này nè. Cái muối này thì nó chua chua, nó ngọt ngọt tại vì nó có một xíu đường đó, nhưng mà nó rất là cay. Nó chua chua do mình dắt cái tắc vào á, cái hạnh vào á. Rồi mời các bạn nha. Ngon quá. Rồi mời các bạn nha. Ngon quá. Nước hương nó ngọt lắm, dai dai nó ngọt lắm các bạn. Thơm nữa. Làm cái này ăn rất là ngon luôn các bạn. Ngon quá. Tuyệt vời luôn. Đó, lấy ra được rồi nè. Ngon quá. Cầm cay dĩa ớt nó cay quá, cay luôn các bạn. Cái thịt ốc hương ngon lắm bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn.
Rồi, nếu mà các bạn nào ghé thăm cái video này của mình thì nhớ để lại một comment bên dưới cho mình biết nha. Rồi, mời các bạn nha, mình sẽ ăn con này nha, cay quá. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình đến đây nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha.